Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là phần màn hình của BlackBerry Detect 50 đang bị rơi vỡ, được thay mới tại dịch vụ cao cấp .vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng trên BlackBerry Detect 50, lỗi hỏng màn hình cảm ứng, cần một địa chỉ thay mới màn hình cảm ứng cho BlackBerry Detect 50, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Dịch vụ cao cấp .vn hiện có mọi loại linh kiện trên BlackBerry Detect 50 phụ quá trình thay mới, sửa chữa vì các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới màn hình, sửa lỗi hỏng màn hình trên BlackBerry Detect 50, quý các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Di động có cấp chấm en tư vấn hướng dẫn cụ thể vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đó, để tháo được màn hình cho BlackBerry Detect 50 thì cũng rất là đơn giản thôi. Đó, được gắn khá là chắc chắn trên khung của máy như này. Vậy là tháo được màn hình của BlackBerry Detect 50 ra rồi. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng cho BlackBerry Detect 50, quý các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Kỹ thuật viên tại dịch vụ cao cấp .vn tư vấn và hướng dẫn cụ thể hơn quý các bạn. Xin cảm ơn quý các bạn.